nhiều bạn nó nói chi future này yếu, còn bên đó thì mình nói future này không yếu, tại vì cái cách mà kỹ sư họ chế nó ra đó là nó phải chạy như thế đó, nhưng mà không yếu nha cả nhà, không yếu đâu. Cả nhà đi future, cả nhà đi hết gam, đi quốc lộ đi, cả nhà đi chớn đi, em nói chạy đó. Cả nhà thấy mê lắm. Xin chào cả nhà đã đến kênh YouTube Võ Thanh Hiền TV của mình nha. Hôm nay xin mời cả nhà theo mình đến cửa hàng xe máy Honda Thu Vân nha. Đây, hôm nay đến quay cái dòng future, đặc biệt mình sẽ báo cái giá để cả nhà mình cùng tham khảo nha. Đây, Honda Future, đầy đủ các phiên bản hết ha. Đây, đây là dòng Honda Future màu đỏ ha. Màu đỏ đây. Màu đỏ rồi màu xanh, màu đỏ, màu xanh, xanh bóng, màu xanh, xanh nhám, rồi màu đen nhám đó. Thì qua đây là màu trắng, màu trắng đen đó. Qua đây là màu đen nhám vàng đồng đó. Thì đặc biệt là hôm nay mình sẽ nói cái giá để cái nhà mình cùng tham khảo ha. Cái dòng future hôm nay như thế nào, thì cái nhà thích phiên bản nào hãy để lời comment giúp mình nha. Thì em nói đầy đủ phiên bản hết đó. Thì bao gồm màu đỏ, màu xanh nè. Cái nhà thích màu nào mình quay chậm chậm, quay từ từ để cái nhà mình xem đó. Thì mình sẽ báo cái giá luôn, báo cái giá để cái nhà mình tham khảo cái giá gần Tết nó như thế nào nha. Đó, thì giá hôm nay nó cũng biến động nhẹ đó nha, gần Tết rồi giá em nó biến động nhẹ ha. Cái giá mà xe nó đứng nhất là khoảng nằm khoảng cỡ tháng 4, tháng 5, tháng 6. Còn lọc qua tháng 8 trở lên thì em nó giá xe bắt đầu dao động, tại vì gần Tết đó cả nhà. Nên cả nhà cũng thông cảm ha. Đó. Bên trong thì có mấy chiếc nữa. Đó, cái chiếc Future. Thì cái dòng xe Future này thì cả nhà cũng biết rồi, bà con cô chú, đặc biệt các anh các chú đứng tuổi á thích cái dòng Future này lắm. Tại vì cả nhà thấy em nó rất là đẹp ha. Thì Future lúc nào mình quay với cả nhà cũng thích lắm, cũng xem nhiều và để lại cũng comment ha. Em nó dáng đẹp, người Việt Nam mình thì rất là yêu mến cái dòng Future này. Thì mình chạy nó rất là liền lạc đó cả nhà. Rồi quay xe thì mình cũng chia sẻ đó, em nó dáng rất liền lạc lên Future, ngồi nó sang lắm. Nó vừa, nó không nhỏ, nó cũng không to. Cái nhà ngồi dưới Alpha thì nó hơi nhỏ ha, nhưng mà lên dưới Future ngồi nó rất là vừa. Còn người mình thấy nó cứng cáp, nó cũng liền lạc, nó dễ nhìn hơn đó ha. Đó, thì Future thì nó có các phiên bản như sau. Phiên bản màu đỏ này á, màu đỏ hoặc là màu đen bánh mâm, thì em nói heo dầu thì lại là màu bạc nha cả nhà. Đó, màu bạc. Thì hôm nay mình quay chia sẻ con heo dầu để cả nhà cùng xem luôn ha. Đó, màu đỏ này thì heo dầu lại là màu bạc. Còn cái con màu đen này, đen vàng đồng nè, rồi còn gọi là phiên bản đặc biệt nè, thì em nó lại là heo dầu màu vàng ha, màu vàng đồng. Đó, cái nhà thấy ngộ không? Thì màu nhám á thì còn lại là màu đặc biệt ha, heo dầu lại màu vàng. Còn cái màu trắng này á, màu trắng á thì nó giống như cái màu đỏ, giống như màu đỏ bóng. Trắng bóng này nó giống màu đỏ bóng. Thì em nói là heo dầu cũng là màu bạc ha. Đó, thì chỉ khác nhau là cái màu nhám. Thì cả nhà thấy màu nhám á, như cái màu xanh này nè, cái màu xanh này với màu đen này á, xanh nhám đen nhám á, thì heo dầu vàng đồng nha cả nhà. Đó, hai thằng này thì đặc biệt heo dầu màu vàng. Còn tất cả là heo dầu, cả nhà thấy heo dầu màu bạc hết ha, màu xanh nè, màu đỏ nè, heo dầu màu bạc. Thì hôm nay đặc biệt là mình bỏ cái giá để cả nhà cùng xem. Cái giá nó hơi nhích nha cả nhà, giá nó cũng nhích lên. Thì nhãn năng lượng thì cả nhà biết 1.47 ha, 1.47. Đó, 1.47. Chiếc xe nào cũng vậy hết á, màu vàng, ủa màu đặc biệt hay là màu nhám, màu bóng như vậy cũng 1.47 hết. Tức là 1.407 ha, chưa được 1.5 lít. Thì với động cơ 125 như thế này á, thì cái nhà thấy là 1.45 thì Honda rất là tối ưu cho bà con mình ha, rất là tuyệt vời. Thì Future thì cái nhà cũng biết là mình chạy cái trường phái chạy là chạy đầm, chạy từ từ, lên chớn thì vuốt hoài nó lên hoài vậy đó.
Nhưng mà đề 3 thì nó chậm nha cả nhà, tại hộp số future thì mình kỹ sư chắc là một hộp số dài đó nha, mà thấy số 1 vô số dài lắm, đi một khoảng cách thật là xa rồi mới vô số 2 cũng vậy, số 3, số 4 cũng vậy ha. Còn những xe khác thì số nó ngắn, cả nhà vô mới vô số là nhóm ga lên là chuẩn bị vô số 2, không thấy máy nó gần lên đó đó. Rồi thì mỗi một chiếc xe nó có một cái cách chạy khác nhau đó. Còn cả nhà không biết á, cái nhà chạy trong đường nông thôn, đường dốc là trả số liên tục thì em nó bò nó từ từ vậy ha. Nhưng mà cái loại nó bò từ từ vậy đó, chứ nó không có giật như những cái chiếc xe mà 110 nó phóng ha, không phải, nó bò từ từ vậy đó. Thì sẵn hôm nay mình quay báo giá, mình chia sẻ cho bà con của anh chị mình biết luôn cái trường phái future là nó chạy vậy, chứ không phải là nó yếu đó. Nó không có yếu, nó chạy hơn 100 á, ra có khoảng cỡ 101, 102 đó nha cả nhà, đi một người nha, đi quốc lộ á, chứ không phải đơn giản đâu, nó không có yếu đâu. Mấy chiếc 110 ra nó bỏ là ngọt xớt hết trơn luôn á, 110, 115 nè, chưa chắc gì Suzuki FI chạy lại nó nha, dù Winterfin chạy cũng không lại luôn á, tại vì em nó động cơ 125 nữa. Mỗi chiếc nó có cái mô hình sắn khác nhau, cả nhà đó, kỹ sư họ tinh chỉnh một loại thì đi chớn, một loại thì đi đề 3 ha, kỹ sư họ tính hết à. Nhưng future này mình đặc biệt mình cũng có chia sẻ cả nhà, thì em nó không có yếu, nên nó chạy đường trường tốt lắm. Nhược điểm của nó là hú ha, hú buồn thở, quay thái 125 còn hú mà cả nhà, future nói gì những cái xe phổ thông giá rẻ vậy ha. Rồi thì mình chia sẻ chút xíu thôi để cả nhà mình cùng tham khảo. Thì em nó đủ màu hết đó, đủ màu hết. À, cả nhà thấy thích màu gì? Thích màu gì thì hãy comment giúp mình ha. Thì cả nhà thích xe gì để lại comment đi, mình sẽ quay xe đó cho cả nhà xem. Thì bây giờ mình quay tổng hết rồi đặc biệt là mình đổ cái giá để cả nhà mình cùng tham khảo. Đó. Thì cái giá của chiếc future màu đỏ này, thì đặc biệt em nó mình nói giá, em nói giá là giá cũng dao động tùy theo thời điểm ha, lên xuống nha. Thì những lúc mà mình bảo cái giá thì em nói giá như thế, nhưng mà ngày mai ngày mốt khi giá xe nó dao động đó cả nhà. Cửa hàng này thì tăng giá chút xíu ha. Đó, thì mình bảo đảm từ đây tới Tết giá không xuống đâu. Một là lên, hai là ở một chỗ thôi chứ không có xuống. Đó. Thì em nó giá là 3 mình giá này giá bao nguyên số huyện nha cả nhà nha. Nên mình báo cái giá nguyên số huyện đi để cả nhà mình cùng tham khảo. Còn giá thành phố thì nó cao hơn chút, còn cả nhà tự làm biển số thì giá nó thấp xuống chút ha. Đó, còn giá này giá bao hồ sơ cả nhà luôn, bao lăn bánh đó, cả nhà mua về là chạy thôi đó. Cửa hàng bao biển số cho cả nhà luôn, thì em nó có cái giá là 30, giá hôm nay nhích nha cả nhà, giá hôm nay nhích lên nè, tầm khoảng trên dưới 38 nha, trên dưới 38 đó, trên dưới 38 cho một em future, phiên bản là phiên bản bánh mâm nha, phiên bản bánh mâm đó. Còn bánh căm thì thấp xuống chút nha, bánh căm thì nó rẻ hơn bánh mâm đó. Nè, phiên bản là bánh mâm ha, cái màu nhám á, có thể là mắc hơn cái màu bóng một tí, cũng vài trăm ngàn thôi đó. Nhưng mà màu bóng, cái màu nhám nhìn cái nhà nhìn nó cứng lắm, con heo vàng đồng ở nhà nhìn thấy nó chắc chắn hơn con heo màu bạc ha. Đó, rồi thì em nói là dao động là khoảng 38 trở lên nha, tầm 8 triệu 500 đó cho một em future bao biển số huyện cho cả nhà đó, bao gồm tất cả các phiên bản nha. Thì cái nhà chưa đăng ký kênh á, hãy cho mình xin một cái đăng ký kênh và cho mình xin một like nếu video hữu ích, cả nhà chia sẻ cho mọi người cùng xem. Thì số điện thoại mình để dưới phần mô tả nha cả nhà, nếu mà thích xe thì hãy để lại comment bình luận. Rồi thì cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau nha. Bye bye.